Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Quý Nguyễn Vlog của mình nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn về cách thức để lấy được mũ của cây chôm nha các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách thức lấy được mũ cây chôm sạch và lấy được loại mũ tốt nha các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi video theo mình nhé. Chào các bạn, này đây là cây chôm mà mình chuẩn bị thu hoạch khai thác mũ nha các bạn. Mình quay toàn cảnh cây chôm cho các bạn xem nha. Đây các bạn. Đây, cây chôm này hiện tại là rất là to các bạn. Đây là nguyên hàng cây chôm mà mình chuẩn bị lấy mũ nha các bạn. Đây, sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn về cách lấy được mũ của cây chôm mà mũ sạch nha các bạn. Trong mình có 3 cách thức để lấy mũ nha các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cùng xem nha. Đây là cây chôm mình sẽ lấy mũ nha các bạn. Mình chọn từ phía dưới thân của cây chôm này các bạn. Mình sẽ phang lỗ của cây chôm, thân cây chôm các bạn. Mình phang vào thân cây chôm là mũ ở giữa lớp da và lớp gỗ của cây chôm nha các bạn. Cho nên mình sẽ sử dụng cái ống này để mình đục. Mình sử dụng cái ống này nè các bạn, để mình đục vào cái thân cây chôm mình nè, để mình lấy mũ nha. Đó là cách thức đầu tiên các bạn. Sau đây mình sẽ đục cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây là mình vừa mới đục một lỗ trong thân cây chôm ra các bạn. Giờ mình quay gần cảnh cho các bạn xem nha. Đây, đây là cái lớp này nè các bạn. Mình đã đục từ lớp vỏ vào tới lớp thân của cây chôm. Hiện tại nó đang tơ mũ các bạn thấy không. Đây, sau đây nó đang tơ mũ ra nè. Rồi cách thức tiếp theo mình sẽ lấy mũ của cây chôm này. Và cách lấy mũ cây chôm các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Lấy thằng mũ cây chôm này có nhiều là cách để lấy các bạn. Mình sẽ giới thiệu cách đầu tiên là lấy mũ sạch của cây chôm nha các bạn. Đây, tiếp theo mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây các bạn, tiếp theo mình sẽ lấy một cái chai này nè các bạn. Đây các bạn thấy cái chai này không. Mình sẽ dặn vào cái lỗ mình vừa đục rồi nha các bạn. Mình sẽ dặn cứng vào các bạn xem. Này các bạn. Đây. Hiện tại đó mình sẽ dặn cứng vào các bạn. Đây các bạn. Đây là cách thức đầu tiên để mình hướng dẫn các bạn để lấy được mũ của cây chôm. Đây các bạn. Sau đây là trong vòng 3 ngày nữa là cây chôm mà nó sẽ tơm mũ ra nha các bạn. Khi mũ cây chôm nó đã tơm ngay rồi các bạn, nó sẽ chảy xuống đây các bạn. Tùy theo cái lượng mũ ít hay nhiều nha các bạn của cây chôm nha. Một cây như này các bạn, khi mà chúng ta thu hoạch á, một cây chôm bự như vậy nè, chúng ta có thể đục vật 5 hoặc 6 lỗ một khi một lần khai thác nha các bạn. Cái này là mình đục lỗ đầu tiên cho các bạn xem nha. Đây là cách thức đầu tiên để mình lấy mũ cây chôm để có một lượng mũ sạch mà không bị dơ mũ nha các bạn. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn là cách thứ hai để lấy mũ cây chôm, cũng là cách thức cũng giống như cách thức đầu mình làm các bạn, cũng khoan lỗ nè, nhưng mà làm cách khác. Cách đầu này là mình làm bằng cái chai mũ nè, mình đựng cái nhựa đó các bạn, nó rất là cứng các bạn, mình gắn vào nó cứng ngắt luôn các bạn, mũ nó sẽ tôm ra đây. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thứ hai nha. Cách thức thứ hai mình làm cũng giống như cách thức đầu bạn, mình cũng đục lỗ nha các bạn. Cho đây mình sẽ lựa chọn vị trí để đục một cái lỗ nha các bạn. Các bạn đục vào giữa vừa hết cái lớp vỏ của thân cây, xong rồi đến lớp gỗ nha các bạn. Cho đây chúng ta lấy cái lớp vỏ đấy kìa.
Đây các bạn, ha, các bạn thấy không? Quay cận cảnh rõ cái lớp thân gỗ, cái lớp vỏ ngoài và cái lớp gỗ trong của cây chôm cho các bạn xem nha. Đây các bạn thấy bên trong của cái lớp gỗ đúng không các bạn? Đây mình sẽ kỹ hơn cho các bạn xem nha. Đây nè các bạn. Đây. Bên đây là cái lớp ngoài của cái vỏ các bạn. Này, bên đây là lớp, bên đây là bên trong cái thân của nó các bạn. Đây thân gỗ đó các bạn, lớp vỏ dày nè. Các bạn thấy hiện tại mình vừa đục xong bắt đầu nó chuẩn bị nó tôm mủ các bạn thấy không? Đấy. Các bạn thấy nó tôm mủ không? Sau đây mình sẽ làm cách thứ hai cho các bạn xem nha. Nó cũng giống giống tương đương với cách thức đầu nha các bạn. Đây các bạn, sau khi chúng ta đã đục xong các bạn, mình sẽ cạo bỏ cái lớp này bên ngoài chút xíu các bạn, cảm thấy nó cho nó sạch sạch chút xíu cho nó đẹp. Này các bạn thấy không, sau đây mình sẽ dùng cái thức thứ hai các bạn. Đây là cái phiểu mà mình làm này các bạn. Cái phiểu này các bạn mình làm mà mình dùng cái vỏ lon gì cũng được các bạn. Đó, chúng ta bẻ thành cái khuôn như nè. Sau đó mình sẽ cất nó vào đây. Các bạn thấy cái mí của cái này không? Cái mí của cái khuôn của mình hiện tại đang làm nè. Mình đây mình quay sẽ quay xa cho các bạn xem nha. Hay gần quá các bạn xem không rõ. Đây các bạn. Đây là cái phiểu mình đã làm rồi các bạn. Cái phiểu là mình sẽ làm cái bán hứng như thế này nè các bạn. Mình sẽ hứng để lấy cái lượng mũ dưới đây. Cái này là cách thức mình tự chế nhà nha các bạn. Đây nè, mình sẽ làm cái máng như vậy nè. Đây, quay cho được cái máng rõ cho các bạn xem. Đây. Xong rồi mình sẽ đặt ở dưới đáy của cái lỗ mình đục như này nè các bạn. Đây, mình sẽ đặt đây. Rồi mình sẽ dùng kim mình bấm lại nha. Đây mình sẽ đặt ở dưới đây tùy theo cái lượng một ít nhiều các bạn. Giờ mình sẽ bấm kim vào này. Này các bạn thấy mình bấm rồi phải không? Đây mình sẽ quay gần hơn cho các bạn xem nha. Đây hiện tại mình đã bấm rồi các bạn. Cái này nó rất trắng các bạn. Tùy theo cái lượng mũ của cây này ít hay nhiều các bạn. Các bạn có thể là nâng lên hoặc là hạ xuống. Nếu mà lượng mũ đặt các bạn. Đặt thì các bạn phải hạ xuống thấp. Còn nếu lượng mũ nó nhiều nó chảy lỏng các bạn có thể nâng lên như vậy. Này nó. Là khi mà mũ của mày nó chảy ra các bạn, nó sẽ chảy xuống đây. Rồi. Và nó sẽ ở xuống vị trí của cái máng này các bạn. Mũ khi mà chảy ra nó sẽ ở vị trí cái máng này. Cho nên mình sẽ thu hoạch được các loại mũ sạch nha các bạn. Không có bám bẩn các cả các loại bụi vô các bạn. Đó, đây là cách thức thứ hai mình muốn chia sẻ cho các bạn nha. Đây, cách thức đầu mình làm lên đây nè các bạn. Này. Và dưới đây là cách thức thứ hai mình làm cho các bạn xem. Đây, các bạn thấy không? Hiện tại là ở trong đây mũ đang tươm ra nha các bạn. Đây là hai cách thức mình làm cho các bạn xem là những cách thức mới để mà lấy được loại mũ cây chôm sạch nha các bạn. Khi mà lấy được mũ cây chôm sạch nha các bạn, mình có nhiều cách thức để lấy lắm các bạn. Còn cách thức thứ ba nữa các bạn, cách thức thứ ba mình cũng đóng lỗ giống như vậy các bạn. Nhưng mà trước khi đóng lỗ các bạn, mình sẽ cạo sạch cái lớp vỏ bên ngoài nè các bạn, cho cái thân cây chôm mình nó sạch các bạn. Này, sau đó mình mới đục lỗ. Đục lỗ rồi mình sẽ cho cây chôm nó ra mũ tự nhiên nha các bạn. Nó sẽ chảy xuống theo tự nhiên theo thân cây này nè. Rồi là khi mà nó đã chảy xong 3 ngày sau, chúng ta sẽ ra thu hoạch cái lượng mũ của nó các bạn. Nhưng mà những cái cách thức đó là cách thức lúc trước mình làm các bạn, nó không hiện đại nha các bạn. Khi mà mình lấy được cái loại mũ chôm, cái mũ nó không có sạch các bạn. Cái mũ nó sẽ bị bám bụi bẩn các bạn.
cho nên mình lấy cái lượng mủ sạch không được, cho nên cái mủ sạch nếu mình lấy được lô mủ sạch các bạn thì mình bán giá thành sẽ rất cao các bạn. Còn lô mủ mình lấy nó bám bẩn bụi các bạn, mình loại trừ những cái tạp chất bụi đó ra các bạn, nó sẽ không thu được cái lợi nhuận của rất thấp các bạn. Đây là những cách thức mà mình muốn chia sẻ với các bạn biết các bạn. Tùy theo bạn, các bạn dùng đục, chúng ta đục vào thân cây cũng được các bạn. Nếu chúng ta không dùng đục thì các bạn thì mình làm mũi khoan các bạn. Cái mũi khoan các bạn sẽ khoan xuyên vào cái thân cây nè. Mà các bạn đừng khoan sâu quá nha. Vừa khoan chạm tới cái lớp gỗ giống như lỗ mà mình đục các bạn. Vừa chạm tới cái lớp gỗ thôi là được các bạn, đừng khoan sâu quá nha. Tại vì cái lượng mủ các bạn, cái lượng mủ của thân cây này nè, nó nằm là vừa ở trong của cái lớp vỏ của thân cây trơm rồi các bạn, và nằm ở giữa phần sát dưới cái thân gỗ các bạn. Đó là cái lượng mủ nó sẽ chảy ra ở trong cái thân cây trơm các bạn. Đó là những cái cách thức mà mình muốn chia sẻ cho các bạn biết để có được một loại mủ sạch từ cây trơm lấy an toàn nha các bạn, và thu được cái lợi nhuận giá thành nó sẽ cao hơn là khi mà mình lấy theo kiểu truyền thống các bạn. Mình lấy kiểu truyền thống các bạn, mình khoan lỗ tự cho mủ nó chảy xuống như này các bạn, rồi sau này khi mủ 3 ngày sau mủ nó khô các bạn, mình gỡ lấy mủ ra các bạn, ở trong mủ các bạn nó sẽ dính bụi bẩn đó. Mình bán giá thành nó sẽ không được cao hơn. Đây là những cách thức mới mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn biết, những cách thức mới này để mình lấy được lô mủ tốt mà an toàn nữa các bạn, mà sạch nữa các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Và mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay, các bạn hãy chia sẻ video của mình và hãy cho mình một like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo của mình nhé các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn nhiều các bạn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé các bạn. Và mình xin nhắc cho các bạn biết luôn các bạn, tùy theo cây trơm mình lấy mủ các bạn, tùy theo cây bự hay cây nhỏ các bạn. Nếu mà cây của mình đang phát triển tốt, sung cây tốt các bạn, thì mình có thể đục 5 hoặc 6 lỗ để mình khai thác mủ các bạn. Còn nếu mà cây trơm nó không được sung cho mấy các bạn, thì mình đục khoảng chừng 2 hoặc 3 lỗ thôi, mình lấy mủ thôi. Đây, theo như cây trơm này nè các bạn, mình khai thác nè. Cây này hiện tại là cây đang sung các bạn, mình sẽ đục 6 lỗ trên cây trơm này để mình thu hoạch mủ nha các bạn. Mà những cái mối đục mà các bạn đục đừng nên song song nha các bạn. Các bạn đục chéo nhau nè chứ mình nè. Mình sẽ đục đây một cái, rồi mình đục đây một cái. Rồi mình sẽ qua đây mình đục bên đây một thằng nữa. Rồi trên đây mình sẽ đục đây một cái nữa các bạn. Tùy theo các bạn coi vị trí của cây mà mình đục để mình khai thác mủ thôi mà. Mà cây trơm mình muốn khai thác được lâu các bạn, tốt nhất các bạn một thân cây trơm mà nếu mà nó tốt các bạn khai thác từ 3 đến 4 lỗ thôi các bạn, là mình vừa khai thác mình vừa nuôi cây các bạn. Còn nếu mà mình khai thác với số lượng nhiều quá các bạn, nó sẽ hao mủ của cây. Tại vì cái cây trơm này đó các bạn, mủ nó là giống như mạch máu đó các bạn, để nuôi cây. Mình khai thác nhiều quá thì cây trơm các bạn nó sẽ suy các bạn, nó sẽ không cho được cái lượng mủ nhiều nha các bạn. Cho nên tốt nhất theo như mình khuyến khích các bạn á, những cây trơm mà tốt nhất mà đang sung á, tốt nhất là mình khai thác từ 4 lỗ cho xuống thôi. Còn cái này là mình khai thác lần đầu tiên cho nên mình sẽ đục 6 lỗ các bạn. Những lần sau tiếp theo mình sẽ giảm xuống còn 4 lỗ thôi. Đây là những cách thức mà mình muốn chia sẻ với các bạn biết để mà lấy mủ những cây trơm hiện đại cho các bạn. Không cần áp dụng những phương thức mà truyền thống mà mình đẽo vỏ thân cây, mình bào thân cây các bạn, mình đục đẽo các bạn để lấy mủ mà lượng mủ nó không được sạch nữa các bạn. Đây là những phương thức mới mình sáng tạo ra để mình lấy mủ có lộ mủ sạch nha các bạn. Mà mình xin chào tất cả các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.